Chiều ngày 28 tháng 10, xã An Hòa Thịnh phối hợp với dòng họ Đinh Nho, Long Trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền thờ Đinh Nho Điển. Về sự có đồng chí Nguyễn Việt Trường, giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Tĩnh, đồng chí Hồ Thái Sơn, ủy viên Ban Thường vụ, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Đinh Lương Hào, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Trần Anh Nam, trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện, đồng chí Trịnh Ngọc Trung, giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện. Đền thờ Đinh Nho Điển là nơi tưởng niệm và thờ phụng tiến sĩ Đinh Nho Điển ở thôn Tiến Thịnh xã An Hòa Thịnh, người con đã làm rạng danh quê hương dòng họ. Ông sinh năm 1846, mất năm 1884, sinh ra trong một gia đình nho học. Năm 1868, ông Đỗ Cử Nhân. Năm 1875, Đỗ Đệ Tâm Giáp, đồng tiến sĩ xuất thân. Tên ông còn lưu lại Văn Bia để danh tiến sĩ, niên hiệu Từ Đức, năm thứ 28 tại Văn Miếu Huế. Tiến sĩ Đinh Nho Điển làm quan trải qua bốn triều vua nhà Nguyễn. Trước hoàn cảnh rối ren của đất nước khi bị thực dân Pháp xâm lược, Đinh Nho Điền không khoanh tay đứng nhìn mà tỏ rõ thái độ không hợp tác. Là vị quan trung quân Ai quốc, sau khi triều đình ký hòa ước công nhận sự đô hộ của thực dân Pháp, Đinh Nho Điền đã tuyệt thực, uất ức lâm bệnh rồi chết lúc mới 39 tuổi. Sau khi mất được 15 năm, nhớ tới công ơn của bực trung thần Mẫn Cán có nhiều công tích, nhà vua thương tiếc ban sắc phong xây dựng đền thờ đinh nho điển còn gọi là đền cụ hường ngày đêm hương khói ông là một tấm gương sáng về tinh thần học tập vị quan thanh liêm chính trực tận trung tận hiếu với quê hương đất nước và luôn gần gũi với người lao động với những giá trị to lớn về lịch sử văn hóa đền thờ đinh nho điển được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Phát biểu tại lễ đón nhận, đồng chí Hồ Thái Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị địa phương xây dựng nội quy quy chế hoạt động của di tích, có kế hoạch bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị của di tích một cách hiệu quả. Đồng thời tăng cường công tác quảng bá, tuyên truyền các giá trị và ý nghĩa của di tích đến với mọi người dân. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm trong bảo vệ, gìn giữ, phát huy những giá trị của di tích trong đời sống văn hóa tinh thần.